Xin Chúa. Alleluia, kapakatakasa. Hallelujah, hallelujah, kapakatakasa, papa, hallelujah, 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 kapakatakasa, papa, hallelujah, hallelujah, kapakatakasa, papa, hallelujah, 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 ô Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài, Chúa Thánh Linh ơi, Ngài là đấng dẫn dắt chúng con, ngợi khen thờ phượng cha, cảm tạ ơn Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, hallelujah, kapakatakasa, papa, hallelujah, 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 papa, hallelujah. Ở đây chúng con đến với Ngài Chúa ơi, trong lời hát thờ phượng Chúa ơi, Ngài ở giữa chúng con, Ngài ban cho chúng con những quyền năng của Ngài Chúa ơi, Ngài ban cho chúng con những sự vui mừng bình an của Ngài Chúa ơi, Ngài ban cho chúng con những môi miệng của chúng con Chúa ơi được tuôn đổ những lời quyền năng của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa Thánh Linh, ngợi khen Ngài, cảm tạ ơn Ngài. Hallelujah, ngợi khen Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Chúa mở lối cho lối đi, cảm ơn Chúa. Chúa mở cho lối đi, cánh tay Ngài dẫn đưa nhiệm màu. Ngài dìu con đi sau đường trong gai, Ngài đưa con đến bên an ninh. Chúa mời tràn dân con, đây Ngài cho trẻ bình thường, đại quyền yêu thương và tiền an thương. Chào đời năm sinh Ngài mở cho lối đi. Chúa mở cho lối đi, cánh tay Ngài đang đưa nhiệm màu. Ngài dìu con đi sau đường trong gai, Ngài đưa con đến bên ninh. Chúa Ngài dẫn dắt con, cánh tay Ngài che che mọi ngày. Đại quyền yêu thương Ngài vẹn niềm hạnh phúc, dầu đời bao sóng tố Ngài mơ cho lối đi. Mình đọc mình hát mình hát ngâm đi ngâm lại cảm tạ ơn Chúa, ngâm trong sự thông hiểu, hát mỗi một đoạn hát hai lần, từ dấu phẩy đến dấu chấm là hai lần, từ đầu tiên cho đến dấu phẩy cũng hai lần. Hát chậm hơn một chút ạ, hát nhanh hơn một chút, hát chậm hơn một chút. Nhạc sĩ này khó quá vậy. Đang huấn luyện mà mình phải biết ra được tí. Nhạc sĩ này hơi khó. Có nghĩa là mình hát bài đầu tiên mình hát cũng hai lượt, nhưng mà mình hát chậm, sau mình hát nhanh hơn để cho mình tập được cả nhanh lẫn chậm. Phải có kỹ thuật nữa. Rồi được. Khó là mình luyện được nha. Hôm nay giọng cô hát hay lắm nha, Hiến nha. Bắt đầu ha. Vâng, hát ngậm trong lòng ạ. Và hát chậm là hát ngậm trong lòng, và hát nhanh là hát luyện cho bản tính của cho mình thành thục. Chúa mở cho lối đi, cánh tay Ngài dẫn đưa. Chúa mở cho lối đi, hai lần Ngài dẫn đưa, Ngài dẫn đưa nhiệm màu. Cánh tay Ngài dẫn đưa nhiệm màu. Ngài dìu con đi sau đường trong gai, Ngài đưa con đến bên an ninh. Chúa người chăn dắt con, cánh tay Ngài đưa che mọi ngày. Quyền yêu thương, bao sông mong cho lối đi. Hát chậm một lần nữa ạ. Chúa mở cho lối đi, tay Ngài dẫn đưa, dìu con đi dọc đường trong gai, Ngài đưa con đến bên Chúa người chăm sóc con,
cân tay ngài em mùi ngài đại quyền yêu thương cho thương ngàn tiền ác thương ngài bao ngài bao dạ mời mọi người hát nhanh ạ. Chúa mở cho lối đi cánh tay ngài lên đưa niềm màu Ngài gì con đi cánh tay ngài dân đưa nhiệm màu, ngài dìu con đi đầu đường trong gai, ngài đưa con đến bên an ninh, người chăn dắt con, cánh tay ngài mơ che mùa ngày, tiền yêu thương bền tiền an thương, đầu đời bao diêu tố, ngài mơ cho lối. Amen. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Amen. Mọi người đến với bài hát Giêsu bây giờ con lại cùng ngài. Giêsu bây giờ con lại cùng ngài. Lại ngồi lại ngồi chân của Chúa con thân yêu. Giê-xu, bây giờ con lại cùng ngài. Nhẹ nhẹ tiếng Chúa con mong nghe lời ngài. Lòng cho đời nghe tiếng vâng thân chân chuyên của linh hồn. Sự hiện diện cha nơi đây vô cùng là tuyệt vời. Giê-xu, bây giờ con lại cùng ngài. Giê-xu, con sắp mình thờ lạy ngài. Chỉ được mong ở gần bên Chúa con thân yêu. Giê-xu, bây giờ con lại cùng ngài. Nhẹ nhẹ tiếng Chúa con nghe lời ngài. Lòng chờ đợi nghe tiếng đứng chân thiên của linh hồn. Sự hiện diện cha nơi đây vô cùng tuyệt vời. Giêsu con sắp thờ lạy ngài. Cái bài hát này mình chưa hát quen, nhưng mà khi mà hát quen bài hát này là bài hát thuộc dạng ngẫm nghĩ, tức là hát ngân nga như mấy lần. Mà tại sao mà khi mà Chúa bày tỏ trên mục sư, mà khi mục sư cầu nguyện, mục sư hát những bài này nó được êm vào trong lòng. Khi bài hát này mà hát thuần thục, hát được giọng ngân vào trong lòng, rất là nhiều cảm xúc của Chúa bày tỏ. Tạ ơn Chúa. Giêsu bây giờ con lại cùng ngài, lại ngồi nơi bệ tâm của chúng con thân yêu. Giêsu bây giờ con lại cùng ngài, nhẹ nhẹ tiếng Chúa con mong nghe lời ngài. Lòng chờ đợi nghe chân chiên của linh hồn. Sự hiện diện nơi chân là nơi cũng là tuyệt vời. Giêsu, con lại cùng ngài. Giêsu, con sắp mình thờ lạy ngài. Chỉ được mong ở gần bên Chúa con thân yêu. Giêsu, bây giờ con lại cùng ngài.
nghe nhẹ tiếng chuông con mong nghe lời lòng chờ đợi nghe tiếng đấm chân của linh hồn sự hiện diện cha nơi đây ôi vô cùng là tuyệt vời. Giêsu con thân thờ lạy Ngài. Giêsu con sắp mình thờ lạy Ngài. Hát lại một lần nữa là chẳng mặc. Giêsu bây giờ con lại cùng Ngài. Lại ngồi nơi bệ chân của chúng con Giêsu bây giờ con lại cùng Ngài. Nhẹ nhẹ tiếng chuông con mong Ngài. Lòng chờ đợi nghe tiếng đấm chân chiến của linh hồn sự hiện diện cha nơi đây ôi vô cùng là tuyệt vời. Giêsu bây giờ con lại cùng Ngài. Lạy ngồi Chúa con sắp mình thờ lạy Ngài. Chỉ được mong ở gần bên Chúa cho con thân yêu. Giêsu bây giờ con lại cùng Ngài. Nhẹ nhẹ tiếng Chúa mong nghe lời Ngài. Lòng chờ đợi chờ đợi tiếng đấm chân chiến của linh hồn. Sự hiện diện cha nơi đây ôi vô cùng là tuyệt vời. Giêsu con sắp mình thờ lạy Ngài. Giêsu con sắp mình thờ lạy Ngài. Để được mong ở gần bên Chúa con thân yêu. Giêsu bây giờ con lại cùng Ngài. Nhẹ nhẹ tiếng chuông con mong nghe lời Ngài. Lòng chờ đợi nghe tiếng đấm chân chiến của linh hồn tự yên diện cha nơi đây ôi vô cùng là tuyệt vời. Giêsu con sắp mình thờ lạy Ngài. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Hôm nay cầu nguyện cho nay chủ nhật à. Hôm nay cầu nguyện cho các thành viên trong hội thánh và yêu cầu mọi người đề cập nan đề của mình. Cô Hương có nan đề gì? Rồi, cầu nguyện cô Hương vẫn nan đề cũ thôi. Nan đề cũ à? Vâng, cảm ơn Chúa. Nó bao bọc là cái nan đề thôi. cho ông bà, chưa chăm sóc cho bà. Cô bé là ít bày tỏ nan đề lắm, cô bé ơi. Cô thì chuyện vẫn thế thôi, vẫn về chuyện gia đình, chuyện công việc làm ăn, sức khỏe, nói chung là ba cái đó là chủ yếu rồi. Cảm ơn Chúa. Chú Trung cô chi ạ? Chúa cầu cho cầu nguyện cho Chúa được có cái chứng bệnh dị ứng bị xoan. Chào anh chị em nhé, xoan phu sinh chị em. Dạ, chào chị. Quan tâm từ. Dạ.
Alleluia. Xin Chúa, chị Hương nào, khỏe mạnh chị Hương. Dạ. Sức khỏe các bạn rồi, sức khỏe. Biến cho nó khỏe người. Ý em nói em mới nói với Nam, với Hiến vào mấy giờ bữa giờ giáo sư nói mà em không nghe lời. Khi cái nước nước kèm á, em cứ để thôi, uống thì uống nhưng mà không có xúc mũi xúc họng gì hết. Hôm qua em Nam với em Hiến nói cô Hương làm thử đó đi. Lúc đó hình như thầy giáo chưa vô. Thế là xong cái em tối về làm. Với hôm nay em làm nữa, người em khỏe luôn. Hôm nay hết ho luôn rồi. Mà nào nó cũng thoáng. Là mình ở trong một cái không khí rất là fresh á, trong lành á. Dạ, mũi nó vậy. Xong rồi giọng này là ho nữa. Mà em mới nói với Hiến là chắc là hát hay lắm. Nãy Hiến đưa hai bài ra hát. Anh Chúa, anh Chúa. Chúa chữa anh. Ta anh Chúa. Người nó cũng không còn đau nhức lừ đừ gì nữa. Hôm nay là tự nhiên khỏe hẳn luôn. Ăn chưa? Dạ. Thế cùng ông hôm nay đi test, ông cũng bị nhưng mà ông khỏe nên ông ở nhà. Để anh Hậu với em cũng đưa cái nước đó cho ông xúc. Với bác sĩ cho ông cái thuốc ông uống thôi. Với lại order cũng cái loại protect cái phổi. Nhưng mà thì hôm nay em đưa vô thì bà bị tiểu đường nên thử ra nó giữ bà lại để nó cho nước biển cho bà khỏe. Thực ra bà ở trong bệnh viện được nước biển với có y tá bác sĩ chăm sóc rồi ạ. Dạ, xin Chúa chữa lành, xin tự bà chữa lành ông bà. Dạ. Nên, chăm sóc người già đặc biệt tại chị có mua hàng. Dạ. À dạ chị bé. Chị bé nói đi chị bé ơi. Em vẫn cầu nguyện cho các con nhận biết Chúa và cũng việc mà để cầu nguyện để cho Khúc Nhi ạ. Dạ, Khúc Nhi cũng chữa làm việc ở trong cái nơi Babylon đó. Nói cho ông bà. Hôm nay mình cầu nguyện cho nhu cầu của nhau mà. Ơn Chúa. Em Nam, nhu cầu gì? Con nguyện cho con à, bình thánh học tiếng Anh, siêng năng hơn. Cảm ơn Chúa, đặt lên cái này như nào? Cảm ơn Chúa, anh em. Mục sư Nam Đề. Đúng rồi, chuyện đó, cái chuyện giấy tờ thôi, chuyện giấy tờ đấy. Vì là đúng là vấn đề là phải đợi, nhưng mà đấy là quan hệ của mình với cả vợ rồi, với Trang, với chị Trang. Vì là đúng là vấn đề là không phải tự dưng, không thể dễ dàng như là đi sang Mỹ hoặc đâu được. Anh chị em hiểu không? Dạ.
mình phải giải quyết xong cái quan hệ với cả vợ đã mà. Dạ đúng rồi. Tại vì là người sang được. Để hiện tại thì vẫn là vợ của mình. Trên giấy tờ, như thế, tức là trước mặt Chúa vẫn như thế thôi. Vẫn là vợ. Nên phải giải quyết xong vấn đề đấy. Vì không giấy tờ nên là không làm được. Nếu mà cả vợ cũng muốn ly dị đấy thì không làm được. Chưa làm được nên phải giải quyết xong vấn đề đấy. Chính thế tại sao vẫn cứ bị khắc khoải trong việc mà nộp giấy tờ ấy. Anh chị em ạ. Vâng. Xong mình vẫn phải đi làm cái vấn đề đó là hộ chiếu trước. Tại vì là nếu mà đi kiểu xin dạng tị nạn đấy là sang Hoa Kỳ đấy thì đã không có giấy tờ. Chị em hiểu không ạ? Không giấy tờ thì không giải quyết được việc kia. Việc mà nếu mà vợ muốn ly dị ấy. Dạ. Tức là nếu mà nếu mà theo như là nó giải quyết là phải có giấy tờ đấy thì mình phải đợi xong hết là kể cả có sang Mỹ xong nhận hộ chiếu những quốc tịch đấy thì mới có thể làm được tiếp. Tức phải mấy năm nữa. Nếu mà có làm được. Vâng. Xin Chúa can thiệp chuyện này để vào trong quan hệ của vợ chồng ấy, cho dứt khoát chuyện này. Đã ơn Chúa, Chúa tỏ ra cho mình thấy được rằng mình phải đi theo từng bước một ạ. Vâng ạ, chứ phải theo luật mà. Dạ vâng. Vâng ạ. Chứ không phải là cứ tự dưng mình sang nữa đâu. Amen. Dạ. Ở Ukraine cái điều gì nó giữ lại, nó giữ mình lại Ukraine, nó giữ lại, chưa đi ra. Thứ hai nữa là việc ra khỏi Ukraine cũng tôi hiểu đấy là phụ thuộc vào chuyện là việc sứ đồ trưởng Sunday là cha thuộc địa của mình ấy cũng ra được không? Là chính thức. Yeah. Là hy vọng năm nay năm của sự báo trả. Thì yeah. Một sự gian đầy ra ra không thể ông bị ở đây năm thứ 10 hả? Mấy đó, năm 2009, năm thứ 13 rồi, năm 12 rồi. Ồ, sắp 13 năm giống Joseph. Vâng, vậy thì đấy, chắc phải bị giam 13 năm đấy. Joseph 13 năm. Vâng. Từ năm 2009 ấy. Bắt đầu 2008 nó khủng hoảng mà 2009 bắt đầu nó tục tục. Hallelujah, tạ ơn Chúa. Thưa anh Trung Chị Chi, vấn đề gì anh Trung Chị Chi? Sức khỏe và con cái sống sẽ như vậy. Sức khỏe con cái. Yeah. Mùa allergy, mùa dị ứng đó, nó làm cho khó chịu. Nhưng mà người nó từ xin Chúa chữa lành cho cái bệnh là dị ứng. Dị ứng. Tức là tháng gần tháng 10 cho tới gần hết tháng 10, thường thường là bị như là phải hơn một tháng nó mới hết. Tôi xin Chúa mỗi lần bị và nó khó thở. Giáo sư ơi. Dạ. Hôm nay giáo sư đại diện với gia đình của mình cầu nguyện đi rồi cho chúng em được hiệp ý dâng lời amen được không? Dạ. Mình đã ok tặng Chúa, mình đã hát lại khen Chúa chưa nhỉ? Hát rồi ạ. Tôi hát rồi. Dạ.
em cùng hợp ý để mà dâng lời về cầu nguyện. Hallelujah, đúng không ạ? Trận đập phá đổ gãy dựng. Các đất cũng nghĩa. Thì cứ nghe đây này, lúc mà ngủ cứ tưởng là anh chị em đang cầu nguyện. Bật lên nghe suốt này. Chia cầu nguyện đã ơn Chúa tuyệt vời quá, ngọt ngào, càng ngày càng ngọt ngào, mạnh mẽ ngọt ngào, đã ơn Chúa. Hallelujah. Sakada babri bri su chuli kan babri em babri bri saka ura sakada babri bri su chuli kan babri bri sa em babri ura sakada babri bri chuli babri bri sa babri ura sachi kada babri sa en chaduri. Hallelujah. Ura sakada babri sa en shakada babri bri chuli en sakada babri bri ura sakada babri bri sa ba. Hallelujah. O Isu sakada babri ba. Xin dâng lên ngài niềm cảm mến vô biên, Giêsu vua trời yêu chết thay cao quý. Chúa ơi, tình ngài cao thái sơn, thiên linh tuôn tràn thứ ta. Con dâng lên ngài chuẩn xa tâm tư, theo chân Giêsu đi cùng muôn người. Chúa ơi, tình ngài cao thái sơn, thiên linh tuôn tràn thứ ta. Xin dâng lên ngài niềm cảm mến vô biên, Giêsu vui chơi yêu trên anh con. Chúa ơi, ngài cao hơn thái sơn, xin linh thiêng cha thứ ba. Chúa ơi, tình ngài cao hơn thái sơn, linh thiêng cha thứ ba. Chúa ơi, tình ngài cao hơn thái sơn, huyết linh thuộc tràn thứ ta. Chúng con đang chết tội lỗi của mình, thì ngài đã cho con sống lại cho và đồng trong ngài trong ngôi trên trời trong Chúa Jesus Christ trời. Tạ ơn cha sự sống của ngài ban chúng con cho để chúng con được tha tội, để chúng con được tha hết mọi tội cho. Vì vậy mà những hình phạt cho tội lỗi là sự rủa xả, mọi bề đều được mất hết khỏi đời sống chúng con. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa. Ô rất giờ khi được tha tội, Chúa được làm hòa với ngài. Ô mọi sự rủa xả bây giờ chạy phước hạnh Chúa ơi. Sai cả đa bên đi du lịch sớm rồi. Ô tạ ơn Chúa, chúng con từ sự chết chuyển qua sự sống. Ô từ rủa xả chuyển sang phước hạnh Chúa. Ô ra từ bệnh tật chuyển sang khỏe mạnh Chúa ơi. Sai từ ngu dại trở khôn ngoan, từ tối tăm trở nên sáng láng Chúa ơi. Sai cả từ yếu hèn trở nên mạnh mẽ và sang trọng Chúa ơi. Sai cả đa bên đi du lịch. Ô ra từ cái hư mất mà bây giờ trở nên con cái của ngài. Ô rasakara bantu kẻ nô lệ bây giờ trở thành làm chủ Chúa ơi, trở thành cái kế tự cơ nghiệp của ngài cha. Sakada bantu sukura babrasai shakabiru. Ô cảm ơn Chúa Giêsu. Ô trong ngài Chúa có tất cả mọi sự. Cảm ơn Chúa Giêsu thật nhiều. Ô Chúa yêu ngài Chúa Giêsu ơi. Sakada bantu jurutabiru sa ababadrum.
Ora sakabdiru ansakabdiru shi kalababrajuru sokulju ababababrajuru sebrajuru ora sakarabarabdiru sebe ora o cảm chú giê xu bị huyết của ngài, huyết ngài được sạch chúng con chưa? Ô chúng con thường kẻ ô uế, ô bất khiết chọn kẻ thánh khiết của ngài, chọn kẻ những người gọi là thánh đồ của ngài, Chúa ơi, sẵn cả đã tạ ơn cha. Ô rồi sai thế đi ngài đến sinh lại chúng con, tạ ơn Chúa vì cơn mưa cuối mưa đầu mùa ngài chưa? Ô ra để chứng minh được sinh lại thêm chúng con Chúa ơi, ô và tạ ơn Chúa cơn mưa cuối mùa ngài đổ xuống chưa? Để thánh linh của ngài ô đầy dẫy mạnh mẽ chúng con chưa? Để làm tất thảy điều gì ngài mong ước chưa? Cơn mưa đầu mùa ngài khiến chúng con sinh lại, nhưng cơn mưa cuối mùa ngài Chúa ô ra sẽ khiến chúng con hoàn tất tất thảy công việc của Chúa Giêsu Chúa sakadabaduru ô đến trưởng thành ô để chúng con làm điều mà ngài ô mong ước sakadabaduru khi muôn dân phục ngài Chúa sakad khi tin lành vương quốc ngài giao truyền khắp đất trời ơi sakadabaduru superu oro sokadabaduru superu ambababam Hallelujah. Ora sakadabaduru jobebre sambabaduru sambabru. Ô cha ơi, ngài là tất cả trong tất cả chúng con. Ô ngài chính nhu cầu thiết yếu nhất của chúng con, Chúa. Ora bên nhu cầu chúng con có ngài, nhu cầu chúng con được nối kết với ngài, nhu cầu ora chúng con được sống theo con người mới, Chúa. Ô con người mà ngài dựng lên ở trong chúng con, cha ơi, sakadab theo ô hình ảnh của ngài, ô theo vóc dáng của ngài, Chúa Giêsu ơi, sakadabaduru đó nhu cầu chúng con, Chúa. Ora bebre zichi ghi con người đấy, ô con người đấy không có một nan đề nào về xác thịt cả Chúa ạ, không có nan đề gì về tội lỗi, không nan đề khó khăn hết Chúa ơi, con muốn sống con người đó Chúa ạ. Ô con người luôn bình an, con người luôn thánh sạch, con người luôn yêu thương, ô con người luôn công bình Chúa ạ, con người luôn chính trực, con người luôn 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 trung thành ngài Chúa ạ. Ô đập con người không thể phạm tội được, đó là chính chúng con Chúa ơi. Nhu cầu chúng con đó Chúa ạ, ô ra đây là sống theo con người đó Chúa ơi, vì đấy cũng là nhu cầu ngài Chúa ạ, nhu cầu ngài đó là chúng con thoát khỏi lốt người cũ và mặc người mới Chúa ạ. Ô ra giai ca đó nhu cầu ngài Chúa ạ, giai ca chính ngài ra lệnh chúng con như vậy. Ô đó nhu cầu ngài, đó mong ước ngài Chúa ơi. Ô ra giai ca đâm đây khi chúng con sống theo con người mới, ô sống thánh linh của ngài, ô ra giai ca đâm thì chúng con làm theo lẽ thật hoàn toàn Chúa ạ. Và khi mà chúng con làm theo lẽ thật hoàn toàn thì ngài vui mừng khôn xiết Chúa ạ, ngài vui mừng, không có sự vui mừng lớn bằng sự vui mừng khi con cái của ngài làm theo lẽ thật trời. Ô ra và chúng con làm theo lẽ thật được khi mà chúng con sống theo con người mới đó Chúa ơi. Đó nhu cầu của chúng con đó trời, nhu cầu đó hơn tất cả nhu cầu còn lại Chúa ạ, hơn tất nhu cầu về ăn uống mặc, nhu cầu về vợ chồng con cái hôn nhân gia đình, nhu cầu về sức khỏe tiền bạc tài chính Chúa, ô công việc làm sự nghiệp Chúa ơi, ô nhu cầu sống bằng con người mới Chúa, ô đó nhu cầu thiết yếu nhất chúng con Chúa, ô vì chúng con biết rằng con người mới chúng con nó kết nối luôn với ngài, ô nó luôn yêu ngài như cần phải có Chúa, ô nó luôn nói chuyện với ngài, luôn thưa chuyện với ngài, ô luôn ôm được ngài, luôn ái ân với ngài Chúa, ô luôn được đẹp lòng ngài chơi. Con người mới, con người luôn đẹp lòng ngài trời. Ora sakarabadabadriyo so ora papabrebebe ansaka andru urisi empapa andru urisi chini bara bara burukoto oro soka la bebrezi nchei bara bara bebrezi bara bedru haleluya oro saka la bebru ora bara bara ziyo chazuyo o như thầy tế lễ của Chúa, ô chúng con đổ huyết huyết Chúa Giêsu trên từng chúng con một Chúa, ô ra đây giờ đây chúng con tự làm sạch mình Chúa, ô bởi huyết Chúa Giêsu, ô chúa ô ra saka la bebru chúng con đến với ngài trong cả con người cũ nữa Chúa, ô đấy con người Babylon, ô mà nó vẫn phải dấm dắt dấp dính vào chúng con, ô cho đến khi mà chúng con ô được cất lên khỏi thế gian này, ô đấy cái trạng thái thuộc linh chúng con đó Chúa ơi, ô đấy và chúng con đến như chúng con đang có, ô với hiện trạng chúng đang có Chúa, ô đấy và với con người cũ nó đang bị phạm tội bắt quả tang Chúa, ô nó đang bị bắt quả tang, ô đấy chúng con phích nó lại, ô đấy chúng nó bắt quả tang thì nó lười biếng, bắt quả tang khi nó ô uế, bắt quả tang khi nó tà dâm, bắt quả tang Chúa, ô ra khi nó tham ăn tham uống, ô bắt quả tang khi nó ô suy nghĩ xấu xa,
chúa ạ. Ora ra nó bị bắt quả tang, ora trong cái đúng trạng thái đó, ora ra chúng con phích nó lại, chúa ạ. Ora sakada ben yurusubi, ô mà chúng con đến với ngài với trạng thái đó, ora và nói rằng chúng con ghét cái con người cũ đó, chúa ạ. Ô con người đó không phải của chúng con, chúa ơi. Sakada ben yurusubi, ora ba ba ba, chúng giải đáp nó trong danh Chúa Giêsu. Ora ba ba, chúng con rửa từng anh em một, chúa ạ. Ô chúng con rửa từng anh em một trong huyết báu của ngài, chúa ạ. Ô cái chậu nước trong nơi thánh của ngài, chúa ạ. Ora sakada Chúa rửa sạch, rửa sạch. Ô bằng nước thánh của ngài, trời Shakada Baraba bằng lời của Chúa. Ô ra bara lời, Chúa ra sức mạnh lời, Chúa sự sáng. Khi Chúa đi trong sự sáng, Chúa giao thông với nhau, Chúa ơi, và huyết Chúa Jesus Christ con ngài rửa sạch mọi tội chúng con. Ô ra Shakada Baraba, Chúa xưng tội chúng con ra, Chúa. Ô ra Shakada Baraba, ô ra những tội ghen ghét, tội bực bội. Ô ra Shakada Baraba, tội vô trách nhiệm, tội lười biếng, tội tà dâm, ô tội ngoại tình, tội giết người, tội căm ghét, ora tội kiêu ngạo, ora sakabri yosakabri chebabdur odudrujurubri sembalu, ora sakada tội tham tiền, chúa, ora sakada tội thờ thần tượng, ô tội tà thuật, sakada brabdur sembabdur, ora sakada bri sembalu odudrujurudrujur, ora brasikala brasikchudu, ora zudur tội ăn cắp phần mười, ăn cắp của dân, ora sakada brabdurujurubri sembalu, ora sakada brabdur tội vô ơn, chúa, ora sakada tội hống hách, chúa, ora sakada bao nhiêu tội đó, chúa ơi, ora brabdur dây cho chúng sinh nó ra, ora ban yurusha abada ban yuru và lìa bỏ nó, chúa. Ô tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Ô vì chúng con được sống lại trong ngày rồi, chúa ơi. Ô huyết ngày được sạch tội của từng anh em chúng con. Ô ra ra cả ba chúng con vào trong nơi chi thánh, bởi vì đường vào nơi chi thánh được mở qua xác của ngài, chúa. Ô cho con dạn dĩ một bước vào nơi chi thánh của Chúa Jesus Christ của chúng con, ngài là đường đi. Ô ngài là chân lý và ngài là sự sống. Ô chúng con qua tất cả cửa đó vào trong đền thánh của ngài, vào trong nơi chi thánh của ngài, trời. Hallelujah. Ora bara bara bedrin sembede en sakara duru duru ora sakaba bedrin churu ora bedrin churu ora bedrin sakara bedrin churu ora bedrin sembara duru duru ora bedrin sembaru o cha zawio chon zang chinh tu ngai em chu cho ngài chua ora bara bara con zang chinh anh chung chi cho chua ora sakara bedrin o gia đình ngài chua ora sakara đã bị đập nát tan rành tất thảy của gia đình Babylon, liên minh Babylon của gia đình này bị đập hủy. Ô từng con người, ô chơi cả từng con người cũ của anh Trung, từng người cũ của chị Chi bị đập tan nát. Ô cả con người Babylon, cái liên minh Babylon, ô Rasan của gia đình anh chị Trung Chi đã bị đập nát tan trong danh Chúa Giêsu. Sakada bara brujurosobri, ô Rosokora bebrishen baba brujurosokora bebrishen brujuro, ô ra bebrishen chuẩn dâng chị Hương ở anh Hậu cho ngài, chú ơi, ô và hai ông bà cho ngài. Sakada từng con người Babylon bị đập nát tan. Sakada bara bebrishen ô đập nát tan, ô con người Babylon của anh Trung, của anh Hậu đập nát tan, con người Babylon của chị Hương, ô đập nát tan con người Babylon của ông của bà Shakada và tất cả liên minh, ô Rasakaba giữa ô bốn người này, cho ô là liên minh giữa anh Hậu chị Hương, Shakada liên minh giữa anh Hậu với ông, anh Hậu với bà, Shakada liên minh giữa ô là chị Hương, ô là với anh Hậu liên minh giữa chị Hương với ông, liên minh chị Hương với bà, Shakada liên minh giữa ông với bà. Ô liên minh giữa bà với anh Hậu, liên minh giữa bà chị Hương, Shakara liên minh giữa ông với ô anh Hậu, liên minh giữa ông với ô đa ba ba đê chị Hương, ô tất cả liên minh này các chiều của nhau bị đập nát tan hết trong danh Chúa Giêsu. Shakada ba ba chuẩn chặt đứt hết tất cả liên minh ô của Babylon này. Shakada ba để con người cũ nó không còn cơ hội nào nữa để ngóc dậy nữa, Chúa ơi. Shakada ba đê yuru zo ba đê đê ora Shakada ba đê ba đê sa an juru uru si chi la ba đê đê ba đê ora ba 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 đê an Shakada ba đê ora ba đê ora Shakada ba đê ora ba đê an sakara babiru ora babiru trong gia đình con, chúa ô liên minh của con, ô con người cũ của con người cũ của ô vợ con là đào hóa trang, sakara babiru cho liên minh ô babiru của con đào hóa trang, chúa bị đập nát tan ra, ô liên minh quan hệ của con với trang, quan hệ của trang với con ô đập nát tan hết ta trong danh Chúa Giêsu. Sakada bar ice enduro ora sakada babiru trebiru ô đã vừa chuẩn cầu nguyện trong ô nam nữa, chúa ô để con người cũ của nam bị đập nát tan, bị diệt trong
thanh Chúa Giêsu sakata apru juro oro so gora bari bili seven juro so o con rể cũ của hiến ô đập Nathan để giày đập Nathan trong thanh Giêsu sakada bari juro juro oro rico o con rể cũ anh đập Nathan sakada ba anh cho lên bari oro bari bili bili sefa o con rể cũ của chị bé o đập Nathan ra o đập bao con rể cũ của anh biết bị đập Nathan ra sakada bari juro set in bari oro bari con rể liên minh của Babylon anh biết với chị bé đập Nathan ra trong thanh Giêsu sakada bari juro chết ba ra sakada du di karababri oro bari bili juro sakada bari bili sang con trai Kadriel sababri o dân cầu nguyện cho gia đình của em chàng ở Singapore chúa ô đã bảo con người cũ của em chàng bị diệt ô con người cũ ô của Babylon nữa ô đã sai cái đau của chồng em cũng bị diệt bị đập ngay giờ này ô và gọi sự cứu rỗi ô đến trên ô chồng của chàng chúa ơi Shakada Babylon đi ô và liên minh Babylon ô liên minh con người cũ của ô Shakada Babylon của chồng chàng với chàng bị đập bị hủy cho trong danh Chúa Giêsu Shakada Bar I sink in truly Babylon Shaba and try to be the sun cut through you only be the sun ô đập Nathan là trong danh Giêsu và tất cả tập sử dụng đó Chúa ơi con người cũ cũng sử dụng bị tiêu diệt Shakada Barabab con người cũ cũng sử dụng bị tiêu diệt đi Chúa Shakada Barabab Sokora Barabab Sembari Orebi ô con người cũ của vợ cũ cũng sử dụng bị tiêu diệt Ora Barabab Saikyo và liên minh của vợ cũ với một sự cố đấy cũng bị tiêu diệt Shakada Barabab để không còn sự kiện cáo ô lần nữa ma quỷ không còn cơ hội nào để kiện cáo ném đá nữa trong danh Chúa Giêsu Hallelujah tạ ơn Cha Orosak Hallelujah Chúa ơi. Ô giờ đây từng con người anh chị em chúng con đang đứng trước mặt Ngài một cách trong sạch Chúa và một cái trần chuồng Chúa. Ô chúng con để mặt trần đến gần Ngài. Ô để mình trần đến gần Chúa Chúa ơi. Ô đã bắt chúng con yêu Ngài, chúng yêu Ngài. Sakada barabri. Ô chúng con ô được gả cho Ngài Chúa. Ô chúng con được hứa gả cho Ngài. Ô Ngài dùng tin lành sinh chúng con ra cho đúng Christ Chúa. Ô và chúng con ô không như là con của Ngài đâu Chúa, nhưng chúng con được trưởng thành ô để trở thành nàng dâu của Ngài Chúa Giêsu ơi. Shakada barabri an sakada barabri barabri chúng trong sạch bởi lời của Ngài. Ô lời Ngài bảo cho chúng con, lời Ngài phán chúng con, ô chúng con trong sạch bởi lời của Ngài Chúa ơi. Ô đập thịt chúng con đây, ô từ Ngài mà ra cả Chúa ạ. Ô đập huyết trong chúng con đây, từ huyết Ngài ta cả Chúa ơi. Ô đập dài cả tâm trí chúng đây, từ Ngài mà ra cả Chúa ạ. Ô đập ba đập ba dài cả tâm trí chúng đây, từ Ngài mà ra cả Chúa ạ. Ô đập ba đập ba tất thảy chúng con đây, từ Ngài mà ra cả Chúa ạ. Ô đập dài cả đây, ô Chúa ơi, ô Ngài như Adam thứ hai và chúng con như Eva của Ngài đó Chúa ơi. Ô đập ba đập chính Ngài nói rằng đây là thịt ta để huyết ta Chúa. Ô là như Adam từng phán vậy Chúa ơi. Ô là khi Ngài nhìn chúng con thì Ngài nói rằng đây là thịt ta. Ô người này từ thịt ta. Ô người này từ thịt ta mà ra, từ xương ta mà ra cả Chúa. Ô là dây với chúng con quả thật là Eva của Ngài Chúa. Ô chôn quả thật là vợ của Ngài Chúa. Sakada parasaken yurusepa. Ô rosa gravele yurusepa Ngài là chồng chúng con Chúa ơi. Ô rosa yurusepa ơi. Dầu núi rời rồi đổi chuyển những dòng nhân từ lòng thương xót Ngài chẳng bao giờ chúng con. Ô rập bà rập 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 Ngài đánh con người cũ chúng con rồi Chúa. Ô thì con người mới chúng con đồ được làm sống lại trong Ngài. Ô chưa thành vợ của Ngài Chúa. Ô con người cũ của chúng con đã phạm được tà dâm. Ô con người cũ của các liên minh khác nhau của chúng con đã phạm được tà dâm, phạm được ngoại tình. Ô đã buồn lòng Ngài Chúa. Nhưng con người mới, con người được dựng lên trong lẽ thật đó. Ô lập bà rập xong sạch hoàn toàn đi Ngài. Đẹp lòng Ngài hoàn toàn đó. Có chúng con đây Chúa ơi. Ô rập bà rập hãy đưa chúng con. Ô rập bà rập vào trong lòng của Ngài. Ora sakai ôm chúng con Chúa ơi. Shakada barensin chúa đừng 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 đừng. Ora babra chúa yêu Ngài, chúa yêu Ngài, chúa cha chúa yêu Ngài, chúa Giêsu chúa yêu Ngài. Hallelujah. Ora sakai chúa đừng 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 an sakara diru ora babdiu sakaba diru brese baba babdiu so babriye chun yêu Ngài. Ô nhu cầu chúng con được yêu Ngài, yêu Ngài, được yêu Ngài cho nhu cầu chúng con được Ngài yêu và nhu cầu chúng con được yêu Ngài. Sakara babdiu ora sakara babdiu brese shaba chun yêu Ngài. Ora sakara chun yêu Ngài chúng con so shaba babdiu diru diru ora sakara chun hôn Ngài, chun ôm Ngài. Sakara babdiu diru diru
Ora vera sakal yudivida vera sakabudu. Ô chúng yêu ngài, chúng đi trong lẽ thật cho chúng yêu ngài, chúng con thực hiện cái điều răn của ngài, Chúa ơi. Ora sakara bada bidiro zo kuru. Ô ngài nói rằng ai ở trong yêu thương thì ở trong Chúa Trời, như ở trong người Chúa. Ô kẻ yêu ta thì vâng giữ điều răn của ta. Ora sakara bada bidiro zo kuru. Ô chúng yêu ngài, Chúa. Ora bada bidiro zo. Ô tất thảy điều gì ngài phán chúng con, chúng con ô vui lòng vâng giữ Chúa ơi. Sakara bada bidiro zo. Ora sakara chúng tạo vật mới của ngài. Ora zaka chúng con kể cái từ cơ nghiệp của ngài. Ora zaka chúng con suy nghĩ như ngài, Chúa ạ. Ô yêu thương như ngài. Ora zaka zaka gánh nặng gánh thành gánh nặng cho nhau như ngài, Chúa ạ. Làm chọn luật pháp của ngài, Chúa ơi. Saka da ba yulo sapat del mele saba. Hallelujah. Ô cha dấu yêu. Ô giờ đây. Ô Chúa ơi, chúng con ở trong ngài. Ô đây nhưng chúng con nhìn xuống dưới đất này, Chúa ạ. Ô đây chúng con còn trong thân thể dưới đất, Chúa ạ. Còn phải làm một số nhiệm vụ dưới đất này trước khi ô chúng con được đưa về với ngài hoàn toàn, Chúa ơi. Ô nguyện Chúa giúp chúng con vắt tất thảy, vô vắt kiệt tất thảy tài nguyên chúng con dưới đất ta, Chúa ạ. Ô để tất để điều gì mà ân tú điều gì chúng con mọi sự ban cho ngài cho chúng con, Chúa ạ. Mọi tiềm năng của chúng con. Ô mà ngài ô đã gửi xuống dưới đất, Chúa ạ. Ô nguyện nó được phát hiện ra và được vắt ra, Chúa ạ, cho Chúa. Ô nguyện nó sử dụng được tận dụng một cách tối đa nhất, Chúa ạ, từng tài năng của chúng con, từng cái ơn ân tứ của chúng con, từng cái ban cho của chúng con, Chúa ạ. Ô được sử dụng một cách tối đa hiệu quả nhất cho ngài, Chúa ơi. Ô cho vương quốc của ngài, cho sự đến với ngài, sự công bình của ngài, Chúa ạ. Sakada bara asin biriyotoni ora sai bari biri chasoyoi ora bari nguyện qua tất cả mọi nan đề, Chúa ạ. Ora bari giúp chúng con được tỉnh thức qua mọi nan đề, Chúa ạ, để Chúa nhìn thấy được nhu cầu của mình, Chúa ạ. Ô chúng con nhìn thấy ô các tiềm năng của mình. Chúng mở mắt chúng con ra, Chúa ạ. Ô ra để cho con nhìn thấy ô ra khi chúng con nhu cầu ô trong quan hệ gia đình, Chúa ạ. Ô ra thì đó là một cái sự nhắc nhở của ngài để chúng con sẽ là câu trả lời ô cho nhân loại về hôn nhân gia đình, Chúa ơi. Sakadab ô về từ người nam người nữ, Chúa ơi, khi cho nhu cầu về con cái, ô đó sẽ nhắc nhở của ngài về chuyện ô chúng con đó sẽ thể hiện nhu cầu của ngài khi làm câu trả lời ô của Chúa cho ô, các cặp cha mẹ phụ huynh, Chúa ơi. Ô đó về con cái, sakara về nuôi dạy con cái, sakara badam yurosem bereyo ô ra sakara badam yurosem bereyem bereyo ô ra babara sa antem yuroso papa ô ra babare bereyem seicho. Khi chúng con nhu cầu về sức khỏe, Chúa ạ, thì chúng con ô đó cũng là câu trả lời nhắc nhở cho Chúa với câu trả lời của ngài ô về sự chữa lành ô cho mọi người. Ô ra sakara bằng một cách thức của ngài, cha sakara bab Hallelujah. Khi chúng con nhu cầu học hành, Chúa ạ, ô thì đó cũng là ô cái nhu cầu của ngài, ô để chúng con là câu trả lời của họ, ô để trả lời, ô trả lời, ô cho mọi câu hỏi, ô của thế gian trả lời cho mọi câu hỏi của loài người khi họ đến với chúng con, Chúa ạ, ô để chúng con dạy dỗ họ, Chúa ạ. Khi chúng con học hành, ô tức là ô cả thế gian này cũng cần sự học hành, Chúa ơi, cũng có nhu cầu được học hành. Sakada nhu cầu để nhận biết Chúa, nhu cầu để nhận biết lẽ thật của ngài, Chúa ơi. Trong danh Chúa Giêsu, Sakada Badabadududu. Ô khi có cho nhu cầu về giấy tờ, Chúa ạ, ô thì đó nhắc nhở Chúa về nhu cầu ô làm theo luật pháp của Chúa, nhu cầu thượng tôn luật pháp của ngài, Chúa ạ. Ô nhu cầu để thiết lập lại trật tự của Chúa Trời, thiết lập lại sự công bình của ngài, Chúa ạ. Ô nhu cầu để thi hành luật của ngài, Chúa ạ. Ô trong thế gian, Chúa ơi, Sakada nhu cầu dựng lại các quốc gia, ô nhu cầu dựng dân tộc, Chúa theo luật của Chúa, Sakadari bên luật hôn nhân, luật gia đình, ô luật trong ô quản lý đất nước, ô luật trong tài chính, luật tất cả các luật, Chúa ơi, Sakadari, ô vì lời Chúa là luật pháp ra từ Sion, Chúa luật pháp ra từ Sion, ô luật pháp ra từ Sion, ô luật pháp ra từ Sion, Chúa ô đã từ giữa chúng con sẽ dạng bộ luật, Chúa ô đã chúng con thiết kế luật ở dưới đất này, Sakadari tất thể luật dưới đất này chúng con phải thiết kế, Chúa ô theo luật trời, theo luật của cha chúng con trong toàn có sáng tạo. Ô đã say cả cha ơi, ngài tuyệt vời bao nhiêu khi ngài viết ra bộ luật kỳ diệu của ngài, Chúa ạ. Ô đã say cả ba bộ luật kỳ diệu ngài trong cả có sáng tạo này. Ô thì chúng con dưới đất này, Chúa ạ, ô đã chúng con cũng viết ra bộ luật, Chúa ạ, ô đã theo ý của ngài. Ô đã say cho toàn bộ trái đất, Chúa ạ, cho toàn bộ loài người, say cả ba đạo cho từng quốc gia, cho từng dân tộc, Chúa ơi. Ô đặc biệt là từng cái dân tộc là cơ nghiệp chúng con, đặc biệt quốc gia là cơ nghiệp chúng con, Chúa ạ. Say cả ba đạo đặc biệt lĩnh vực nào thuộc về cơ nghiệp chúng con.
con. Ôi chúng con biết ra luật của lĩnh vực đó, những luật quốc gia, những dân tộc đó, cha, trong tên Chúa Giêsu. Hallelujah. Sakana bendiruso bendiruso. Ora sakana bendiruso chule bendiruso papa buruso bendiruso. Ora bendiruso bendiruso bendiruso. Ô và những bộ luật đó chúng con sẽ diệt hết tất thảy. Ô như gia đắc thế này chưa ạ. Ô là bộ luật đó chúng con như là gươm đó chưa ạ. Ô chúng con người cầm gươm. Ô để diệt tất thảy những kẻ làm ác chưa ạ. Ô để thi hành sự công bình Chúa Trời. Ô vì sự ngợi khen trong miệng chúng con, thanh gươm hãy lên bén trong tay chúng con, đọc báo thuộc các nước hành phạt các dân, để trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng trang thiết bị chúng nó, để thi hành cho chúng sẵn đã chép. Chúa ơi, hallelujah. Sakada barabuduru. Ô da sakabuduru. Ô chúng con sẽ biết ra những luật về sức khỏe chưa ạ? Ô đã ra để tất thảy những ô Babylon của farm, ô big farm đã bị giật hết chưa ạ? Ô tất thảy ô những ông lớn trong đại gia về ô dược phẩm của Babylon đã bị giật hết trong danh Chúa Giêsu Sakadabendru. Ô để ngành dược phẩm này ô được trong sạch lại. Ô và tất thảy sự nghiên cứu khoa học về y học Chúa, ô đều phải làm lợi cho loài người, ô trong mắt của Chúa, Chúa theo ý của Ngài, Cha ơi, Sakadabendru không phải để thao túng ô con loài người, không phải để mà kiểm soát loài người, Chúa như để phục vụ loài người, Chúa ơi, Sakadabendru, ô ra Sakadabendru và diệt hết tất cả tà thuật trong dược phẩm, Chúa trong danh Chúa Giêsu Sakadabendru, ô mọi sự chữa lành, mọi ô sự phát minh ra các loại thuốc ô mà theo tà thuật đều bị diệt hết ra khỏi ngành dược phẩm trong danh Chúa Giêsu Sakadabendru. Orosokra, chúng con dạ luật cho ạ. Ô về hôn nhân gia đình cho ạ. Ô để hôn nhân ô chỉ giữa hai người đồng giới nó sẽ bị diệt cho ạ. Rằng hôn nhân giữa hai người chuyển giới đều bị diệt cho ạ. Ô đã ra tất thảy sự phá thai, ô sự tà dâm đều bị diệt hết khỏi đất cho ạ trong danh Chúa Giêsu. Ô đã ra với chúng con như David đó cho ạ. Chúng con ghét những kẻ làm ác cho ạ. Chúng con ghét ô sự dối trá, ghét những kẻ làm theo luật Đức Giê-hô-va cho ạ. Ô và chúng con sẽ diệt những kẻ ô đó khỏi đất này cho ạ. Y như lời Ngài nói. Ô như David ngài cho ạ. David nói David sẽ diệt khỏi đất những kẻ làm ác chưa ạ? David ô đã ra ca diệt khỏi đất ô những kẻ làm ác chưa ạ? Ô những kẻ làm ác David không dung thứ nổi chúa ơi. Ô đó là nói về con người Babylon chúa ơi. Ô đã ban ra như là sẽ ca bị vậy chúa diệt hết tất thảy kẻ làm ác. Ô đã diệt hết tất thảy Babylon làm ác chúa. Ô đã ra ca đã bị tất thảy sự gian ác. Ô đã ba trong hôn nhân trong gia đình. Ô đã sẽ tất thảy sự bạo hành trong hôn nhân gia đình sẽ được diệt hết chúa. Ô tất thảy sự đồng tình đôi nái chuyển giới. Ô mọi tà dâm bẩn thỉu u uế. Ô đã vào trong hôn nhân gia đình bị diệt sạch trong danh Chúa Giêsu. Ô đã chúng con dạ luật cho ô đã để tiễu trừ hết tất thảy ô đã sự mà hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính, hợp pháp hóa ô lesbian, hợp pháp hóa tất cả homosexualism, hợp pháp hóa ô ra những cái điều này cho đập tan thành tất cả lộ luật ra, ô ra cho diệt ô cả những kẻ làm ra bộ luật đó, sakara tất thảy những kẻ làm ra luật về ô ra hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, ô ra chuyển giới sakara bị diệt trong danh Chúa Jesus, sakara bendrujuru ô ra sakamendrujuru ô ra sakamendrujuru tất cả bộ luật của nó như đứa con thuộc linh của nó đó, Chúa ơi, đều bị diệt cùng với nó luôn trong danh Chúa Giêsu. Ô Chúa công bố sự trừng phạt Chúa Trời. Ô trên tội lỗi này, Chúa ạ, tức là sự rủa xả mà Ngài ô đã rủa, Chúa ạ. Ô nếu Ngài đã rủa rồi thì không thể thoát nổi, Chúa ạ. Vì vậy sự rủa xả theo kịp chúng nó, Chúa ạ. Sự rủa xả theo kịp chúng nó để chúng nó bị dựng khâu, chúng nó không thể dựng nổi dậy nữa, Chúa ơi. Ô ra sakarabamir, chúng nó bị ngã dúi dụi, Chúa ạ. Ô ra chúng nó không thể thở nữa, Chúa ạ. Sakaraba, ô ra chúng nó không thể đứng dậy lại nữa, Chúa ơi. Sakarabamiru, tất thảy kẻ mà viết ra bộ luật, ô đó Chúa ạ, bị diệt trong danh Chúa Giêsu. Sakarabamir, ô ra rất cũng như các ông lớn trong công nghệ, ô ra ông lớn trong truyền thông, ô những kẻ mà đưa ra thông tin giả dối, Sakar những kẻ ô ra bận thao túng đất nước, thao túng quốc gia, ô ra tà thuật đó, ô thông tin giả dối đó, tà thuật đó, Sakarabamir bị diệt Chúa ạ. Ô ra bởi vì khi chúng làm tà thuật, chúng nó bị rủa của Đức Chúa Trời. Ô sự rủa xả của Chúa theo kịp Chúa, theo kịp tất thảy các chính trị gia làm tà thuật, theo kịp tất thảy các thương gia làm tà thuật, ô ra theo kịp tất thảy ô ra các nhà khoa học gia làm tà thuật, Sakarabamir theo kịp tất thảy các giảng viên làm tà thuật, ô ra sự dạy dỗ ô sai trái, ô trong gia đình, trong hội thánh, trong giáo hội, trong các tập đoàn, ô đều bị đập hết trong danh Chúa Giêsu Sakarab, chúng triệt tiêu chúng nó, cho triệt tiêu kẻ ác, Chúa ơi. Ô ra ô chúng con hơn David của Ngài, Chúa ạ, tức là những người đẹp lòng Ngài đó, Chúa ơi. Ô chúng con thừa rằng chúng con ghét tội lỗi, Chúa ạ. Ô ra chúng con
ghét kẻ làm ác, Chúa ạ. Sakadabudu, em bắt đầu Chúa diệt hết tất cả làm ác trong xứ của mình, Chúa ạ. Ô, đâu như David nói, ô, Chúa diệt mọi kẻ làm ác trong xứ của mình, Chúa ạ. Sakadabudu, những kẻ nói hành nói xấu, ô, những kẻ tà thuật đó, ô, nhiệm vụ không đó, Chúa ạ. Chúa diệt hết kẻ đó trong xứ của mình. Ô, đâu chúng con mang gươm thánh linh của Ngài, Chúa ạ, để diệt sạch tất cả làm ác ra khỏi xứ mình, Chúa ạ. Ô, ra sakadabudu, chém hết tất thảy, chặt đầu Goliath, sakadabudu, chặt đầu tất thảy kẻ làm ác ra khỏi xứ của mình. Sakadabudu, ông bơ chúng con vào từng gia đình, ô, bắt tất thảy, ô, là những kẻ đàn ông, đàn bà, già trẻ, trai trẻ, gái đồng trinh, chúng con bắt vào tất thảy các ô các bầy đàn, Chúa ạ. Ô, đã bắt các kẻ chủ chăn, Chúa ạ, và kẻ bầy của nó. Ô, bắt tất thảy kẻ cày ruộng, bắt cả đôi bò của nó, bắt tất thảy con cái chị, bắt tất cả con đề hình. Ô, bắt tất thảy xe kẻ cưỡi xe, bắt tất cả ngựa kẻ cưỡi ngựa. Sakadabudu, sokodabudu, ô, ra sakadabudu, chúng con chém hết tất thảy những kẻ làm ác trong khỏi xứ của mình, Chúa ạ. Ô, đã bắt trong lĩnh vực chúng con, ô, trong gia đình chúng con, sakara, trong cộng đồng chúng con đang ở, ô, trong dân tộc chúng đang ở, chúng chém hết tất cả làm ác, sakadabudu, chúng diệt hết cả làm ác, Chúa ạ. Ô, những kẻ dối trá, những kẻ làm việc thất đức, Chúa, những kẻ làm việc mà trái luật của Đức Chúa Trời. Ora sakadabudu, 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 ô, và lấy linh hồn từ người lại, Chúa ạ. Ô, chúng chém kẻ nào thì lấy linh hồn kẻ đó về cho Chúa, Chúa ơi. Sakadabudu, ora chém hết tất thảy các nhân linh đó, sakadabudu, tất thảy nhân linh của những lãnh đạo tôn giáo, tất thảy nhân linh, sakadabudu, ora của các chính trị gia, tất thảy nhân linh của các thương gia, ô, các học gia, tất thảy nhân linh của những kẻ cưỡi ngựa, ô, kẻ trong các bộ máy cơ chế, ô, trong các lĩnh vực khác nhau, ora sakadabudu, chúng chém từng kẻ một, cho ô, lấy linh hồn từ kẻ một về cho Ngài, cha, trong danh Chúa Giêsu. Ora sakadabudu, sakadabudu, ora sakadabudu, 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 ora sakadabudu. Ô, Chúa ơi, Chúa chém nhân linh của từng người thân thích của chúng con, cho ô, và bóc linh hồn về cho Ngài, Chúa ơi. Ora sakadabudu, chúng cẩn thận bóc tách linh hồn về cho Ngài, cho sakadabudu, từng người chúng con, từng người thân chúng con, Chúa ơi, những người chúng con cầu thai cho gia đình chúng con, cho ora sakadabudu, hoặc vợ hoặc chồng chúng con, ô, hoặc cha hoặc mẹ chúng con, hoặc anh hoặc chị em chúng con, hoặc con cái chúng con, Chúa ơi, con trai hoặc con gái chúng con, sakadabudu, sakadabudu, ora sakadabudu, ora Chúa chém nhân linh họ và bóc tách linh hồn về cho Ngài, cha. Sakadabadisebru, ô, Chúa cẩn thận, ô, để họ trong huyết Chúa Giêsu, để họ ô da ba ba trong ô trong túi đựng huyết Chúa Giêsu, Chúa, để rửa sạch, Chúa. Ô da ba ba rửa sạch và dâng cho Chúa, rửa sạch và dâng lên trên bàn thờ của Ngài, Chúa. Ô da để Ngài giáng lửa thánh linh Ngài xuống, Chúa ơi. Ô da ba ba để họ trở thành linh hồn sống, để linh hồn chúng con dâng đây trở thành linh hồn sống, Chúa. Sakadabadabadisebru, ô, Chúa ba 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 oroso karababra ben sentre yid embabra oroso ko chira bara 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 buru guruso ko kula bara bara ben sembra jur ora baba de ezeru o lửa từ lưỡi Chúa Cha, cho lửa từ lưỡi Chúa Giêsu, ô đã bờ thế linh Ngài giáng xuống cho linh hồn của người thân thích chúng con, cho ạ. Ô, những người chúng con dâng trên bàn thờ này của Ngài đây, ô, cha của chúng con, mẹ chúng con, cho ạ. Ô, đẹp vợ chúng con, chồng chúng con trai của chúng con gái chúng con, Chúa ơi. Ô, anh chúng con, chị chúng con, người thân thích họ hàng của chúng con, chúng dâng cho Ngài trong bàn thờ này. Ô, ra dây cắt linh hồn họ, cho ạ. Ô, ra bờ 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 khi Ngài giáng lửa chúng con, Chúa, để chúng con ăn năn, để chúng con nhận biết Chúa, để chúng con khát khao Ngài, Chúa. Urabadabada thì Ngài giáng lửa như vậy, ít nhất như vậy, Chúa, trên từng linh hồn của người thân chúng con. Urazaka từ người thân chúng con cũng ô ăn năn nhận biết Chúa, ăn năn mà bắt đầu ô cuộc đời với Ngài, Chúa. Urabadabada nhìn chúng con đã từng làm, Chúa ơi. Sakadab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 ad
Ô đa bơ tất thể điều gì Chúa được trải nghiệm Chúa ạ. Ô để con cầu xin cho người thân chúng con Chúa ơi. Ô để người thân chúng con được nhận biết Chúa. Ô đa bơ đa bơ đa bơ đa bơ đa say bơ nhận người thân chúng con yêu mến Ngài. Người thân con kính sợ Ngài. Người thân chúng con ô đa bơ đa đi trong đường lối của Ngài. Cha ơi sẽ đi trong lẽ thật của Ngài. Ô đa bơ đa bơ đa say kia nam bơ đa bơ so cô đô 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 chơi bơ đa bơ đa. And then the Juru Soko, the Bada Bada Juru Say, and Tri Bada 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 Bijuru Soko, Rodri Oro Soko, Chila Bada 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 Bijuru Soko, and Bada 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 Oda Zebam. Hallelujah, hallelujah, cảm tạ anh cha, cảm tạ anh cha vì lửa Ngài hóa xuống, lửa Ngài sáng xuống, ô và thiêu hóa tất thực của lễ thiêu ở trên bàn thờ của Ngài, Chúa ạ. Ô ra sa ca ra ba bri ô, lửa Ngài sáng xuống và thiêu, ô ra ba bri ô,
giáng xuống bàn thờ, ô và nhận của lễ thiêu của chúng con, Chúa ạ. Nhận của lễ thiêu là linh hồn của những người thân chúng con dâng cho Chúa. Ô ra ba 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 ra người ra người ra ba 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 ra Hallelujah, hallelujah, ora sabrimim. Ô cảm tạ Cha, ô cảm tạ Chúa, Chúa dấu yêu. Ô khi chúng con làm, ô những sự mà tìm kiếm nước Đức Chúa Trời sẽ công bình của Ngài, thì những sự còn lại Ngài sẽ ban thêm chúng con nữa, Chúa ạ. Ô mọi nhu cầu cần dùng trên dưới đất này, Chúa ạ. Ô đã trước mặt Chúa rồi, Chúa ơi. Ô Ngài nhìn từ lỗi lòng anh chị em chúng con, Chúa ạ. Ô đã trong sự chữa lành, trong học tập, Chúa ạ. Ô trong quan hệ vợ chồng, quan hệ cha mẹ với con cái, Chúa ơi. Quan hệ vợ chồng với nhau, Chúa ơi. Ngài nhìn thấy nhu cầu chúng con, ô trong tài chính, Chúa ạ, trong kinh tế, Chúa ơi. Ngài nhìn thấy nhu cầu chúng con về sức khỏe, Adaba chữa lành. Ô đã bơi Ngài nhìn nhu cầu chúng con, về việc làm, Chúa ạ. Về việc làm, về sự nghiệp, Chúa ạ. Ô Ngài Trần, chúng con nhu cầu chúng con về học hành, Chúa ạ. Ngài cần nhu cầu chúng con về giấy tờ, Chúa ơi. Ô Ngài nhìn thấy nhu cầu, ô Ngài nhìn thấy Chúa ơi, như trẻ thể, ô chàng rể, Chúa ạ. Ô thỏa mãn nhu cầu cần dùng của nàng dâu mình dưới đất, Chúa ơi. Ô đa bơ thì chúng con khi nàng dâu ô được ở chợ đẹp lòng chàng rể, Chúa ạ, thì chàng rể chắc chắn ô được đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu của nàng dâu ở dưới đất này. Ô vì vậy Cha ơi, chúng bước vào, chúng nhận lãnh sự ban thưởng của Ngài, nhận lãnh, ô nhận lãnh sự trả lời của Ngài về nhu cầu chúng con, Chúa. Ô ra ba 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 của Ngài cho từng nhu cầu chúng con, Chúa ạ. Ô nhu cầu về tiền bạc, nhu cầu về vật chất, nhu cầu về tình cảm, nhu cầu về sức khỏe, Chúa ơi. Từng nhu cầu một Chúa nhận từ nơi Ngài, Chúa ạ. Chúa biết ơn Ngài, Chúa biết ơn Ngài, Chúa ạ. Ô đa ba, Chúa biết ơn từng sự ban ơn của Ngài, từng sự ban ơn Ngài, Chúa ơi. Ô đa từng sự ban ơn Ngài như cha với con, từng sự ban ơn của Ngài như chồng với vợ, từng sự ban ơn của Ngài như ô chàng rể với nàng dâu vậy, Chúa ơi. Shakara, từng sự ban ơn Ngài như thầy với trò, từng sự ban ơn của Ngài như bạn thiếu, ô từng sự ban ơn Ngài, ô ra ba ra ba ra ba ra dây chia ra ba ra như chủ với tớ vậy, Chúa ơi. Ô ra ba ra chúng tiếp nhận lấy, tiếp nhận lấy, ô ra ba ra chúng biết ơn Ngài, biết ơn Ngài, biết ơn Ngài, ô ra ba ra chúng biết ơn Ngài cho anh Trung, biết ơn Ngài cho chị Chi, biết ơn Ngài Sakarababa cho gia đình anh chị, Chúa ơi. Shaka, biết ơn Ngài cho anh Hậu, biết ơn Ngài cho chị Hương, ô biết ơn Ngài Zalabara cho gia đình anh chị, ô ra ba cho bố mẹ của chị Hương, Sakarababa gia đình của anh chị, Chúa ơi. Shakarababa, ô biết ơn Ngài cho chị bé, ô cho anh Bích, biết ơn Ngài cho gia đình của họ, Sakarababa anh chị Bích bé, ô biết ơn Ngài cho Nam, gia đình của Nam, biết ơn Ngài cho ô Hiến, gia đình của Hiến, Chúa ơi. Shaka, biết Ngài ơn Ngài cho con, ô cho Trang, gia đình của chúng con, ô ra ba ra ba ra sa ken ju ru ru su ba ra ba re, ô ra ba ba ra, biết ơn Ngài, ô cho mục sư Dũng, Chúa, ô gia đình mục sư Dũng, ô với con cái, biết ơn Ngài, ô cho Trang, gia đình của Trang, ô ra ba ra cho anh, gia đình của anh, Shaka.
từng anh chị em chúng con trong trời thương này, Chúa ạ, và tất thảy các anh em khác nữa, Chúa ơi, cũng ở trong cái đàn trên của Ngài, Chúa ạ, ở Việt Nam, Chúa cầu thay cho họ nữa, Chúa ơi, để sự động chạm họ đến với họ, Chúa ạ, cho gia đình anh Vũ, cho Thắm, cho Phương, cho Đại, cho Tâm, cho tất thể những người đã từng ở trong hội thánh trời thương này, Chúa ơi, ngày dẫn đến, nhưng mặc dù vì lý do khác nhau họ không ở trong lưới điện nhiệm này, Chúa ạ, nhưng luôn yêu họ, Chúa ạ, chuẩn yêu họ, chuẩn với thế họ trong lời cầu nguyện này, Chúa ạ, để kéo họ vào trong cái ngày của anh thương với gia đình, của anh thương với ngài, Chúa ạ, của anh Đoàn gia đình của ngài, Chúa ơi, ô trời, con nhớ lại tất thảy anh chị em đó của chúng con, Chúa ạ. Ô trong lời cầu nguyện này con dâng hết tất thảy hội thánh trời thương cho ngài, Chúa ạ. Ô các anh chị chúng con tại Việt Nam, các anh chị chúng con tại Ukraine, các anh chị chúng con đã từng tiếp nhận Chúa tại châu Âu, Chúa Shakara tại Malaysia, tại Singapore, tại Thái Lan, tại Hoa Kỳ, tại châu Úc, Chúa ơi, tại New Zealand, từng người một, Chúa, tất thảy người tiếp nhận qua điện thoại, qua email, Chúa ơi, động chạm họ, chơi, để hội thánh trời thương thực sự là nhà thương xót của Chúa Trời, Chúa ạ, để tất thảy những người đã từng đến hội thánh trời thương, Chúa ơi, bằng cách này các họ khác nhau, Chúa, thì linh hồn họ đều được cứu, họ trở thành tiếp điểm của Chúa Trời, động chạm gia đình họ, Chúa ạ, trong danh Chúa Giêsu. Con cảm tạ Cha. Con cảm tạ Cha. Cảm tạ Chúa Giêsu vì tất cả nhu cầu chúng con đáp ứng hết rồi, Chúa ạ. Các nhu cầu ở dưới đất chúng con, nó không thể nào xếp ngang hàng chúng con được, Chúa ạ. Nó luôn ở dưới chúng con, Chúa ạ. Tất cả mọi câu trả lời của Ngài cho chúng con, Chúa ạ. Như những sự ban thưởng Ngài cho chúng con vậy, Chúa ơi. Chúng con không nhắm nhìn sự ban thưởng đó, mà chúng con ngắm nhìn vào Ngài, Chúa ạ. Ngắm nhìn bản tính Ngài. Ngắm nhìn sự đẹp lòng Ngài, Chúa ạ. Và tất thảy sự ban thưởng là sự trả lời các nhu cầu thiết yếu của chúng con dưới đất này, Chúa ạ. Nó chỉ như là những phần thưởng, những quà tặng của Ngài cho chúng con thôi, Chúa ơi. Chúng con đến với Ngài không phải vì quà tặng, chúng con đến với Ngài không phải ban cho, Chúa ạ, mà chúng con đến với Ngài vì tình yêu của chúng con, ơn của chúng con với Ngài, Cha. Vì vậy mà chúng con thưa với Chúa rằng, dù thế nào chăng nữa chúng con vẫn cứ yêu Ngài, Chúa ơi. Dù Ngài có ban cho chúng con hay không ban chúng con, dù Ngài có thể tước của chúng con đi, chúng con vẫn cứ yêu Ngài, Chúa ạ. Chúng yêu Ngài, Chúa ạ. Sakara bara, chúng yêu Ngài. Chúng con vẫn cứ yêu Ngài và chúng con không bao giờ rời ra khỏi Ngài đâu, Chúa ạ. Chúng con như cái phần không thể thiếu được của Ngài rồi, Chúa ơi. Sakara bara, Ngài đã cứu chúng con, chuộc chúng con về rồi, chúng con thuộc về Ngài rồi, chúng con thuộc về Ngài rồi, chúng con thuộc hoàn toàn về Ngài rồi. Chúa, chúng không bao giờ ra khỏi đền thờ của Ngài đâu. Hallelujah, vì Ngài hứa làm chúng con làm trụ trong đền của Ngài rồi. Chúng không bao giờ ra khỏi đó. Chúng không bao giờ ra khỏi đó, Chúa. Không một con người nào, thế lực nào, không có một sự cám dỗ nào có thể để đẩy chúng ra khỏi đền thờ Ngài đâu, Chúa. Vì chính Ngài hứa con như vậy. Chính Ngài hứa chúng như vậy, Chúa. Và lời hứa của Ngài chắc chắn vì đấng thành tín không phải thay đổi đó. Quản giữa linh hồn chúng con, chính là Ngài đứng quản giữa linh hồn chúng con, Chúa. Hallelujah. Chúa yêu cha, yêu nhau và chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Cha, Chúa Con, Đức Thánh Linh. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Chấp nhận tất cả cái sự ban ơn Chúa thôi, sự trả lời của Chúa như là sự như cái quà tặng của Chúa cho mình thôi. Dạ. Amen. Vâng, nó không phải là cái điểm, nó không phải là cái gọi là cái việc, cái điều kiện, cái nhu cầu nào đó của mình đến với Chúa. Yeah. Mình đến với, như là mình đến với người yêu của mình đấy, không bao giờ đến với cái nhu cầu, không bao giờ đến mà anh ơi mua cho em cái nhẫn, anh ơi mua cho em cái áo, anh ơi mua cho em cái xe. Chúng ta không phải người đào mỏ. Amen. Yêu thôi. Yêu Chúa, yêu người yêu thôi, và tự yêu đẹp lòng, tự người yêu đấy ban phát cho chúng ta thôi. Thì người yêu chúng ta
là Chúa mà, Chúa Giêsu là người yêu của chúng ta mà, là tình nhân của chúng ta mà, hơn tất cả các đại gia giàu nhất và tuyệt vời nhất, giỏi nhất thế gian này. Amen. Amen. Nên chúng ta không tốn thời gian vào trong chuyện mà xin xỏ cái vấn đề đấy anh chị ạ. Thì dâng trình nhu cầu thôi. Mà nói rất là nhu cầu là yêu của chúng ta, yêu ngài, nhận biết ngài hơn. Thì tất cả cái phần kia chỉ là phần thưởng đấy, tức là cái phần tặng quà, tôi tặng quà cho chúng ta thôi. Amen. Anh chị em nhé, luôn luôn nghĩ như vậy đấy, để mà chúng ta không giống như nhiều người khác. Yeah. Chúng ta đặc biệt là không nhiều khác, người nhiều khác họ đến với Chúa là chỉ để giải quyết nan đề thôi. Yeah. Xong rồi các nan đề của họ là cứ giấm dứt vào đầu họ suốt ngày, suy nghĩ về nan đề, xong cầu nguyện cứ xin Chúa giải quyết nan đề thôi. Thì thật là không được lòng Chúa, đúng không anh chị em? Dạ, như là người yêu đấy, đến người yêu xong anh giúp em cái em bị phá sản, ôi anh giúp em cái bố em bị thương mẹ em thế kia, anh giúp đi em đấy, giúp em cái anh ơi. Thì người yêu khá là buồn lòng, đúng không ạ? Yeah. Vâng, thấy cái người này cứ đến đào mỏ mình thôi. Tất nhiên mình sẽ giúp đấy, mình muốn giúp đấy. Thế nhưng mà tại sao lòng của cái cô đấy hay của anh đấy cứ suốt ngày hướng vào cái chuyện này thế nhỉ? Tạ ơn Chúa và anh chị em, chúng ta là không phải như vậy. Chúng ta là hướng lòng về Chúa Trời và thực hiện cái điều phán của Chúa đấy. Hãy trước hết mọi sự hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, sự công bình của Ngài, sự còn lại Ngài sẽ ban cho thêm nữa. Yeah. Ân Chúa, tạ ơn Chúa chúng ta kẻ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Amen. Tạ ơn Chúa. Amen.